cuộc sống thì có những cái lúc mà chúng ta muốn lưu lại những cái khoảnh khắc của người thân, bạn bè. Những khoảnh khắc đó thì đến rất là bất ngờ, ví dụ như là một cái nháy mắt hay là một cử chỉ đáng yêu. Nhưng mà một bức ảnh thông thường thì không thể nào mà ghi lại được một cách trọn vẹn. Hay là cái việc mà chúng ta phải quay video thì nhiều khi về nó dài quá lại phải cắt bớt đi, rất là phức tạp. Vậy thì hôm nay Hằng sẽ hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật rất là đơn giản và cũng sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu đó cho các bạn trên chiếc Vivo V19, chính là tính năng chụp ảnh động. Và ngay bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chúng ta có thể chụp được những bức ảnh động thật là đáng yêu nha. Các bạn sẽ vào camera và sau đó chúng ta sẽ kéo qua cái phần là tính năng thêm nè. Các bạn sẽ thấy trong đây có rất là nhiều cái tính năng khác. Chúng ta sẽ lựa chọn một tính năng ảnh động. Khi mà các bạn nhấn chụp ở trong cái tính năng ảnh động này thì máy sẽ ghi lại hành động của bạn, của các bạn trước khi bấm 1,5 giây và sau khi bấm 1,5 giây. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại bức ảnh dễ thương này nha. Khi mà các bạn thoạt nhìn vào thì sẽ thấy là đây là một cái bức ảnh tĩnh rất là bình thường. Thật ra chúng ta có thể sử dụng như một bức ảnh tĩnh luôn. Còn nếu như muốn xem ảnh động thì các bạn chỉ cần nhấn giữ vào bức hình, vậy là có thể xem được những cái khoảnh khắc chuyển động rất là đáng yêu của bạn bè rồi. Các bạn thấy bức hình này của Hằng có đáng yêu hay không? Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tạo được những bức ảnh động xinh xắn như vậy nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những bí kíp tiếp theo. Vivo.